tận miền quan ngày cõi lâm tuyền nghe vườn hô chim kêu mấy tháng trường đôi nguyệt mang sao ta mới đến nơi hàng giang quân phàn nương ơi ta là tiết đinh sang từ đáy đường đến đây xin cứu viện cớ sao phàn nương dân bóng nàng đi đâu mà khỏi hương gió quyền anh còn căm giận con đàn bà phản cách nàng lặng lẽ ra về trong nước mắt sương tuyết lạnh lùng theo gió ngựa hồi khuya ôi bán già sầu đoan đoan nàng lạnh lùng trong năm tháng cô đơn trời hàng giang cũng chịu nặng khói căm hờn nên tuyết trắng rơi đầy trên mặt đất phàn nương ơi đừng giận hờn ta là một gã đàn ông tệ bạc vì sau khi hồi tâm ta mới biết thương nàng ta đã dằn thân trong gió lạnh sương hàn trên nẻo quan san gặp gần sỏi đá ta đến cầu nàng buổi trước ta đã vô tâm phụ lời đinh nước để cho ai sầu hận suốt canh đường
giữa phủ đường ảm đạm đè cương. Tên lính dĩ đề danh tánh bà nương. Trời, trời ơi, thì ra nàng đã ra người thiên cô. Bà nương ơi, nàng đã phát tâm nghẹn ngào tức tưởi. Có phải tại vì ta đã lỗi đạo càng cường? Hàng gian ơi, hàng gian ngủ dột gì đâu, có phải thương tiếc hồng nhan bạc số. Nếu cây cỏ hàng gian còn trơ găng cùng tuế nguyệt, thì chính suối em còn oán hận bạc tình lang.